Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV. Hôm nay Tiên và anh Ba Đông sẽ chơi trò bóc phốt lẫn nhau bằng cái máy phát hiện nói dối này. Khi mình trả lời câu hỏi thì mình sẽ đặt tay vào đây và đợi trong 5 giây sau, nếu như mình nói dối, máy này nó sẽ phát hiện là tè 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 ra, thì đó là người đó nói dối. Còn nếu như nó tiền tiên tiếng mình yên bình thì đó là chính là nó thật. Ok, bây giờ mình bắt đầu chơi thôi. Ai sẽ là người hỏi trước? Mình sẽ chơi cây chiến sự. Cây cây bung. Cây cây bung. Ủa tôi kêu hai anh cười á? Bây giờ á. Không nhấp của anh ấy cái tích này. À rồi. Để tay vào đây. Ừ. Chơi xe cơ. Rồi. Chơi xe cơ đã kể đi hả? Ừ. Đó. Nú lết sơ. À chứ anh nú lết sơ. Nú lết gì? Nú lết gì? Ý kia hậu của mình là gì? À. Rồi. 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 네, 결혼하기 전에 우리 결혼하기 전에 19살 때 남자 친구가 있었다, 없었다? 없었다. 없었다고? 땡이잖아. 맞아. 땡 보이 두 개. 그럼 자, 이제 나랑 결혼하기 전에 여자친구 몇 명 있었어요? 세 명. 노린다. 형 개막방 뭐? 우와. 이게 가? 전기 탔어요? 전기 진짜? 막 취했잖아 뭔가. 세 명 있었다면서? 왜 틀어요? 이거 뭐냐고? 이거 뭔데요? 좀 비싸네 이거. 진짜 세 명 있었어. 어제 결혼하기 전에 사귀지는 않았고. 자 친구는 세 명 있었지. 동창 친구는 세 명 있었지. 오케이 dễ dàng. Mình bỏ qua đây rồi mình tiếp nào. 예 자. 결혼하기 전에. 응. 오빠는 한국에 없었고, 베트남에 없었고, 한국에 있었지. 그때 남자친구, 너에게 대시한 남자친구가 있었어, 없었어? 대시한 남자가. 있었어. 있었다고? Ủa này mình trả lời luôn, có gì đâu thú vị để đưa hỏi mọi người. Mình trả lời luôn rồi. Đâu có giấu giếm gì đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Wow. Ủa. Ủa tắt xíu cái rồi. Wow. Hộp. Ba bóng đèn luôn. Chính xác cái phần trăm luôn. 이제 나 차례다. 나한테 몰래 월급 숨긴 적이 있어요? 없어요? Cái này mà không xong. Ừ ta. Chỗ cung, cái thứ bèo ổ số. Cô đồng ổ số. Chỗ cung. Cả bút bèo cũng ổ ta. Ổ số. Cái này mà không đúng nó mới sợ. Tao đảm bảo ba gạch sai bét là điện giật nữa nè. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Thấy cái máy này nhìn nó nhỏ nhỏ chứ nó phải giỏi lắm mọi người. Đấy nó đánh rồi. Anh nhìn này các bạn thấy chụp chụp cung xuống cái. À chú ăn xin chết rồi. Cái tôi bị bùi cái này à. À chú kia cái gì rồi đó. Cái này cái bằng nghiệp nè mọi người. Đó. À ta xì, à gì không giờ. Dạ, gây nghiệp cho nên bây giờ bị điện giật hoài đó. Thấy không? Wow, chú chờ. Ta bắt đây, ta nghe. Ơi, mình là người sống ngay thẳng, không bao giờ sợ sệt điều chi. Không phải lo điều gì. Không bao giờ bị điện giật. Chỉ có ai gây nghiệp mới điện giật thôi. 지금 결혼 생활 하면서 오빠한테 거짓말 한 적 있어? 없어? 에, mình thử trả lời là không, thử xem cái máy này nó chính xác không nha mọi người. Tất nhiên là phải có rồi đúng không? Ok. 없어요. 없단다. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu vô số tội. Ah!
와 진짜 저기요. 사람은 속이 있어도 기계는 속이 없어집니다. 아니 귀가 진짜 아프다. 아 귀가 진짜 아프다 진짜. 와 아 연작할 매 링겟 아아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 아
자 얘기해. 사와. 오빠 나 예뻐 안 예뻐? 안 예뻐. Trả lời thẳng thừng gì đâu còn gì nữa đâu mà thử chứ nói dối hay thật mọi người. Nhưng mà mình cũng nhắn thử xem có khi nào, là có khi nào ổng nói dối không? Anh đẹp bà, phải chưa đó? Oh yeah. Chà. Wow. Ôpa, 잘생겼어, 못생겼어? 못생겼어요. 이제 한번 보자. Phải tự tin lên mới chiến thắng được. Tôi không muốn bị bịt. Là vui nó cười. Nó rất vui khi mẹ nó bị điện giật. Opa, bà đang tin chắc cái ít sợ sợ. Cái bà đi đâu mà là ai? Tại sao vậy chứ? Ừ, đấy, để coi. Điện giật là thế là xin chào đúng không thể. Điện giật trong đây rồi còn ngoài này thêm một cái nữa nè, để coi. Ờ, cú điện có chừng nè. Vậy cứ đấy xây ở. Anh bà, anh chị chắc phiên của anh. Anh đưa bà. Cái gì như cô bé đây à? Cái tè hết rồi à? Không có làm sao mà. Cái gì sao nó gung như vậy mọi người. Cái gì sao vậy? Bắn phiên được rồi. Dạ, không nào đi nhìn chân nè. 만들어 얘기해봐. 자, 너 바람 핀 적, 아니 바람 핀 적 있어 없어? 없지. 있을 것 같은데. 네 눈이 끔물어. 어, 나 알아. 무서워. 없는데. 통치자 그냥. 와 싫어 너무 여기 없는가. 소이 넣으세요. 넣었어. 응. 베트남 여자 좋아 안 좋아? 말이야 나 당연히 좋아하지. 베트남 여자 다 좋아. 다 좋아 내가 다. 아 진짜. 양놈. 다 좋아 다. 그냥 giống thiên điệp duyên kia mọi người. Đó 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 đó. 다 좋아. 다 좋아. 아 진짜. 되게 많이 빼고 자. Nói dối là bị trả nghiệp điện giật nhăn răng. 아니 다 좋아. 남자도 좋아하고 여자도 다 좋아. 베트남 사람도 다 좋아해 내가. 와 신기해. 남자도 좋아. 아니 나 게이가 아니고. 나 게이 아니고. Người lớn tính. 게이 아니야. 나 게이 아니야. 룽 tính là gì mà đàn ông cũng phái đàn bà cũng phái. 좋아한다는 게 아니고 괜찮다는 얘기지. 한국 남자 좋아 안 좋아? 한국 남자 안 좋아. trời ơi, ngán tới bản họng, người thích gì nữa là thích. Có mấy em còn chưa chồng, mấy em mê K-pop thì phát. Ôi thật sự là mình không có thiệt luôn mọi người. Cái má này nó bị khùng rồi nè. Trời ơi mình ngán tới bận họng luôn rồi. Thích gì nổi mày thích. Cái má này nó bị khùng rồi đừng tin nó nữa. Dạ, hôm nay chị em bố xin chờ. Opa, để ra vô đi, chờ đế vô. Bột theo. Thế rất kì mồ nè. Thế rất kì mồ nè. Được rồi, hãy đợi đấy, điện giật đi. Xin chờ mồ nè, mẹ bà xin chờ. 맛없어. 응. 진짜 맛없어. 컴보 요즘 늦지? 아 진짜. 너이 đây. 이 đâu? 야 빨리 와. 빨리 와. 빨리 와. 아 땀나. 자
하윤이 귀여워 귀여워 안 귀여워? 당연 귀엽지. trời con gái người ta mà hỏi chuyện đương lãng nhách, con gái người ta không dễ thương, ai dễ thương? Không lẽ ông hàng xóm? Ấy, cái máy này nó khùng thiệt cả mọi người. Những câu mình trả lời rất là thành thật luôn, nhưng mà nó vẫn là điện giật cho mình. Opa, nãy sao đang heo? Anh sao đang heo? Chen Nhân, anh cho em. Anh sao đang heo? Sao khi sao nói mà cái vẻ mặt sao sạo? Coi chừng bị điện giật nữa đó nghe. Bên tay sẽ nhớ rồi. Dạ, đừng nhìn chật. Mọi người coi nè, lửa đèn cháy ba đốm đèn luôn. Có nghĩa là câu trả lời hoàn toàn chính xác 100% là anh Ba Đông không hề thích mình nha mọi người. Nhưng mà không bừa miếng nào đâu. Anh sẽ cái đồ như là chúng ta đã gắn tay nhẹ kì. Mãi thôi, anh sẽ xuống đây chị mãi xe à. Mãi lâu lên. Mở. Nghe như là kìa. 그럼 반대로 얘기할게. 나 사랑해 안 사랑해. 오빠 나를 안 사랑하는 하는데 나 내가 오빠 사랑하겠어? 아니 그렇게 얘기하면 안 되지. 안 좋아. 안 사랑해. 좋아할 것 같아 내 생각에는. 야야야 왜 빼자고? 아 진짜. 아니, 여기 사는 거 무서워. 나도 무서워. 아니 네가 나를 안 사랑한다고? 어? 어디 안 보여? Rồi, mình sẽ hỏi anh Ba Đông thêm một câu nữa, đó là Vậy thế nào mình sẽ mặc sức sơ, mặc sức sơ ạ? Mặc sức sơ, đáng nhiên, sài gốc sơ. Mặc sức sơ, sài gốc sơ. Để coi. Ô. Bà hô. Chào chào, ôi là, ôi là. 불안아. 불안아. 아니, 이제 안 떠났어. 아니. 아니. 불안아. 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 À, rồi cái thứ ba nữa là cái máy này á, độ chính xác của nó có khi sẽ sai lệch, cho nên là đừng quá tin vào nó mà đổ bể hạnh phúc gia đình. Nói chung là không chắc chắn 100% đó. À, mọi người 5 năm cảm ơn mọi người đã xem video gia đình của Tiên. À, một like, một đăng ký và một comment của mọi người chính là một động lực rất to lớn đối với kênh của Tiên. Hãy ủng hộ Tiên, tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye Hà Dương. Bye bye. Bye bye. Bye bye.